và toàn giác của con nguyện cho họ được trải nghiệm hạnh phúc thoát khỏi đau khổ và tức thời đạt được giác ngộ chân quý toàn hảo viên mãn và vô song <laughs> thương mạng vô biên thế giới, mỗi thế giới với bốn lục địa, cùng với tài sản phú quý của vô lượng, vô biên cõi giới nhiều như vô lượng đại dương, con thấy đều quán tưởng trong tâm và xin dâng cúng toàn bộ không còn gì sót lại. Với lòng đại bi, xin hãy che chở bảo bọc tất cả chúng sinh đang hiện hữu trong các cõi giới ấy. Thân con, lạc thọ cùng bất kỳ những gì con sở hữu, các uẩn, các nguyên tố và các căn, các hạnh nguyện bây giờ và trong tương lai cùng tất cả những gì con bám chấp xem là của tôi con nguyện xin dâng cúng toàn bộ và nguyện con được gia trì bằng chính sự đoạn tận ngã chấp hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của chân và huyễn siêu vượt danh tự và các tướng của sinh diệt và trụ siêu vượt đến và đi lấy và bỏ mạng đà la tối thượng chính là cảnh giới tâm nguyên sơ con xin dâng cúng tất cả và qua đó nguyện con được gia hộ để đạt đến cảnh giới Phật. Om Guru Deva Dakini Mandala Praticha Swaha. Trang mình một thịnh pháp Uh -huh. xin hãy chuyện bánh xe pháp của đại thừa và biện giải thoát cùng với giáo lý chung nhất của cả hai tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng của chúng sinh

就当俺做骑单车跑，金木中心一些公交车要啊。我骑单呃，就当能把上街，呃，三台坐坐这金木七万多，能被一万这光交车的驾驶员嘛，这一万车个的意思。上街去跟这个公交车一路，我天天都骑单车跑，金木中心嗯，你意思，我到金木中心来，这咱说说开，呃，我听可多等我再这太远了。

sāngvay jyāmbro yīyīs, nā thāng thōng thāng ilmī tsum tsum thōng jyāmbro yīyīs, wā tā tsindhū jyāmbro tindhū yawā shāndwa wa tsō wā tī ngā rā tā kōngshō tsōm tiri, tā kōngshō tsōm dā jyābsan dō yā, tā tī kithi À, ngày hôm qua chúng ta đã nói về những giáo lý về bốn niệm chuyển tâm và chúng ta đã kết thúc bằng à, bài học về những cái khiêm khuyết của luân hồi bởi vì luân hồi là một đại dương đau khổ nếu mà luân hồi là một đại dương đau khổ Thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi luân hồi Giải thoát nghĩa là sao Và cái phương tiện là làm sao Phương tiện là làm sao để mà có thể Quy y tam bảo và phát khởi bồ đề tâm Tổ chức Tân sung Cung đã nói trong công trích rằng Cái sự khác biệt giữa người Phật tử và người ngoại đạo Ở đây chính là quy y nương tựa nơi tam bảo có quy y hay là không quy y thì sẽ chỉ cho chúng ta thấy ra được rằng chúng ta có phải là Phật tử hay là không Phật tử như vậy khi mà chúng ta nương tựa nơi Tam bảo thì chúng ta nương tựa nơi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và khi mà chúng ta quy y như thế thì nó sẽ trở thành ra là cái sự hỗ trợ cho chúng ta và điều này sẽ ban cho chúng ta một cái sự bảo vệ bảo vệ chúng ta khỏi luân hồi và rồi đưa dẫn chúng ta đến giải thoát khỏi luân hồi và tổ Milarepa đã từng nói rằng Phật pháp và tăng cả ba đều là cái nơi nương tựa bên ngoài và đạo sư Yidam và Dakini là bên trong và đường khí mạch um, um, khí và những giọt tinh chất đây chính là um, cái sự quy y À, tối thắng thì có ba ý nghĩa của quy y như thế nếu mà chúng ta muốn thấy ra cái sự khác biệt giữa những cái sự quy y giữa những cái cấp độ quy y như thế thì cả ba loại quy y cũng đều có đồng có một cái tinh túy nhưng mà đồng thời lại có những cái sự hoạt dụng khác nhau à, như vậy Rốt giáo mà chúng ta quy y bên ngoài thì quy y nơi Phật Bảo tức là quy y nơi Đức Phật. Uh, but... Nhưng mà bởi vì chúng ta không có cái khả năng để mà có thể diện kiến đức Phật hoặc là gặp tận mặt đức Phật chúng ta không có tiếp cận được với lại cái giáo nghĩa thâm thúy tối thắng của Phật thì tạm thời chúng ta phải dựa vào hai hai cái báu của con đường tu đó chính là pháp bảo và tăng bảo. Ừ. sāṅgā te wāngāt nāngā jyamdru gu shūri, wā te chāp smāsaṅgā, kwañchok tsaṅgā chāp smāsaṅgā, yō māre ee sōng rī. Wā te ne ta ngā tsaṅgā dhōgā smāna dhōng drik sāt, te ne wā ta jitāng chi ngā ngā tsaṅgā, ta jyamdru jinyā jayi nā, ta jyamdru ngā tsaṅgā ngā tsaṅgā jyamdru jinyā jayi nā, 我个不提了？我这边拉嘛一把，拿把刀剑抢。我提，他讲了，他就被拉嘛仓嘛削的了，是不？我真正也，当然也，他也当可劳动吧？他说，也当他做仓嘛有吧？去，这也是长期啊。嗯哼。可劳动吧？他说，也当他说仓嘛削的去，也是啊，他他的。 呃，年味节季来说，强销售性吧。啊，没得没得，各种商家当然来说，这商家，是推崇去商家做幺八七，推去商家，的他特别缺，就是幺八七，用的他强销售吧。跟住年味节季来说，他跟住就是幺八七。这咱拖过来，咱在拖生意，侬有拉这？

So when we bây giờ khi mà khi mà chúng ta thực hành quy y thì thực sự đầu tiên quy y là rất là quan trọng nó giống như là cái nền tảng của tất cả các pháp tu và nó là nguồn gốc của tất cả mọi giới hạnh và tất cả các giới hạnh mà chúng ta có thể thọ dựa trên cái con đường tu nó cũng dựa vào cái việc là chúng ta có thọ giới quy y hay không chúng ta có thể À, thọ những cái giới khác nhau ở những cái cấp độ khác nhau ví dụ như là biệt giải thoát giới hay là bồ tát giới hay là mật giới nhưng mà để có thể nhận được những cái giới như thế à, thọ những cái giới nguyện như vậy thì đầu tiên chúng ta phải có cái nền tảng của các giới quy y cho nên không thể nào mà nhận những cái giới khác nếu mà chúng ta chưa từng nhận những cái giới quy y và như vậy khi mà chúng ta thực hành quy y thì chúng ta quán tưởng như thế nào? Chúng ta quán tưởng cái ruộng công đức, ruộng quy y của chúng ta. Khi chúng ta quán tưởng ở trong hư không, ngay trước mặt thì ở giữa không chung đó, chúng ta thấy có một cái cội cây rất là lớn. Và cái cội cây thật là lớn đó thì có bốn cái nhánh mọc ra về bốn phía. Thì ở giữa chính là Đức Kim Căng Trì đức kim cang trì đó chính là tinh túy của đạo sư của chúng ta và chung quanh đức kim cang trì thì có chư vị thầy tổ của dòng truyền thừa và rồi cái cánh cái nhánh cây đằng trước thì đó chính là um, đê Thi tức là bổn tôn là chakra samvara và ngài chakra samvara thì binh được văn tập bởi những vị bổn tôn khác và ở cái nhánh cây mà bên tay phải thì gồm có một ngàn vị phật của thời hiền kiếp này và rồi ở đằng sau cái cội cây thì có một cái nhánh cũng mọc ra phía sau thì cái nhánh mọc ra phía sau đó chính là um, kinh điển toàn bộ những kinh điển chân quý và rồi có một cái nhánh mà mọc ra từ phía bên trái của cái cội cây đó thì đó chính là tăng bảo. Thì đầu tiên là chúng ta có 8 vị đại đệ tử của Đức Phật cùng với tất cả các vị ở trong tăng bảo và ở cái ở giữa là cái điểm chính yếu là cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung của cái cội cây đó chính là đạo sư của chúng ta um, chính là đức kim cang trì và còn có rất là nhiều các vị đạo sư khác của dòng truyền thừa nữa từ um, vasadara kim cang trì cho đến chư vị đạo sư chư vị thầy tổ cho đến đạo sư của chúng ta và các ngài đều là cái sự thị hiện của kim cang trì và ở vòng ngoài của cái cội cây quy y đó thì có các vị hộ pháp và các ngài đều có tuệ nhãn à, đây là các vị uh, hộ pháp trí tuệ chứ không phải là những vị uh, hộ pháp bình thường và khi mà chúng ta quán tưởng cái cây quy y như thế và rồi chúng ta đánh lễ chúng ta tụng cái lời quy y và đồng lúc chúng ta cũng tích lũy những cái lễ lại nữa khi mà chúng ta lễ lại thì chúng ta quán tưởng cha của mình ở bên phải Mẹ của mình ở bên trái Và rồi cùng với lại toàn bộ chúng sinh à, Chúng ta quán tưởng và, Toàn bộ chúng sinh cùng với lại những kẻ thù của chúng ta Ngay trước mặt chúng ta Và rồi chúng ta lại xuống Tất cả mọi người à, cùng với chúng ta đồng lại một lúc à, Cha mẹ kẻ thù và chúng sinh đồng lại một lúc Và bình thường là chúng ta cần phải tích lũy 100.000 cái lễ lạnh như thế và rồi ở cuối thời khóa, cho dù là chúng ta lại bao nhiêu cái lạy, thì chúng ta tan hóa cái um, sự quán tưởng của chúng ta vào trong Đức Kim Căng Trì ở trên cái cội cây quy y và rồi Đức Kim Căng Trì sẽ tan nhập vào chúng ta và rồi thì chúng ta sẽ thiền ngay sau đó. rantama kong rangwon ru ji bi andi nan da da rangdam kong selag do dena dela yiram kong a nan do ti na ji tanga kong ru ji bi ne rangtama kong ru wa wo zhi qi chen ne ta dang ji wo la be ma tan da be da wai yong xia kha mei de wa wo tu ji seng ba ti de ne wo da lu ji seng ba kong ru kar pu wa kha ri do nan wo tu ji seng ba strength and strength if you have not approach you have

Tere wozea tere sanje tere changchok simpe tukang tukjuk chi changchok simpe dut su so gog. Wa tere gog ne tere tere korang tukke nga atal tem. Wa tere tem du tere nga atal ma dut juung haab ne, Tere gu naam ma haab, tere 嗯,他是supporturbanization的,那這的基本上它是centric呢,centric結構的。我它的都市層被根地域的總多。都市是可是它的啊,你不dependent的它都是master

is um, cái phần kế tới của các pháp tu uh, tiến yếu ở đây là phần um, tu tập vajrasattva là kim cang tát đóa để mà có thể tác thành được thành và thành tựu được các lợi lạc của tất cả chúng sinh thì chúng ta cần phải tịnh hóa chính những cái che chướng của mình và chúng ta thực hành như thế nào chúng ta thực hành bằng một cái pháp tu rất là mạnh mẽ đó chính là tịnh hóa thông qua pháp tu của kim căng tát tỏa ở trong cái bản văn này có dạy chúng ta rằng mà chúng ta quán tưởng bản thân chúng ta là đức kim căng tát tỏa ở ngay trên đỉnh đầu của chúng ta và nhưng mà khi bình thường khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta quán tưởng chúng ta quán tưởng thân ta trong thân người bình thường và rồi ngài ở trên đỉnh đầu của chúng ta Nhưng mà trong cái bản văn này thì dạy rằng chúng ta phải quán tưởng um, đức kim cang tát tỏa là chính mình và rồi chúng ta cũng quán tưởng ở ở phía trên đỉnh đầu của mình à, xin lỗi ở trong cái bản văn này thì chúng ta quán tưởng mình trong thân của mình và ở trên cái đỉnh đầu của chúng ta thì có một cái đài sen và rồi có chủng tự hung màu trắng và rồi ngài biến hóa trở thành ra là đức kim cang tất tỏa thân ngài toàn toàn trắng um, trong suốt như là bông hoa tuyết vậy và rồi chân của ngài thì hơi rũi ra bên ngoài một chút và ngài cầm trong tay phải của ngài một cái truy kim cang ở ngang tầm tim của ngài đó là một cái truy kim căng năm chấu và trong tay trái của ngài thì có một cái chuông thì cái chuông thì cầm ngang khoảng hông của ngài và ngài được trang nghiêm bởi với tất cả những cái những cái gì có thể trang hoàng được những cái ngọc quý trang hoàng trong cái thân tướng của một vị báo tôn và ở ngay tâm điểm của ngài thì có một cái đài đài trang chữ có chủng tự hung màu trắng và nó bắt đầu nó xoay À, nó à, xin lỗi nó đứng ở ngay đó và rồi chung quanh cái chủng tự hung đó thì có một cái vòng minh chú nó quay chung quanh và rồi ánh sáng phóng tỏa, ánh sáng màu trắng phóng tỏa ra từ đó và tịnh hóa hết tất cả những che chướng của chúng sinh và đồng thời cũng dâng cúng lên toàn thể chư Phật và chư Bồ Tát và những cái sự gia trì của ngài được tụ hội lại trong cái hình thức của một cái luồng ánh sáng màu trắng và rồi biến trở thành ra là trí tuệ nguyên sơ trở thành ra là um, cam lộ của trí tuệ nguyên sơ và rồi thì um, nó thể nhập trở lại vào cái chủng tự uh, chủng tự hung cũng như thể nhập vào trong cái vòng minh chú đang xoay tròn quanh cái chủng tự đó và cam lộ của trí tuệ nguyên sơ thì nó 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 nhỏ giọt từ cái chủng tự và từ uh, cái vòng xoay đó và rồi nó tràn ngập toàn bộ thân thể thân tướng của đức kim cang tát tỏa và rồi nó nó chảy ra từ cái ngón tay ngón trên cái của ngài và rồi chảy xuống dưới đỉnh đầu của chúng ta vào thân của chúng ta và rồi tràn ngập khắp thân thể của chúng ta tràn ngập khắp tất cả những tế bào của chúng ta và và trong khi đó thì chúng ta chỉ tụng cái câu chú của kim cang tách đỏa và làm được như vậy thì chúng ta có thể kết nối được với lại bốn cái oai lực bốn oai lực thì rất là quan trọng cho việc tịnh hóa oai lực thứ nhất là oai lực của sự hỗ trợ sự hỗ trợ ở đây chính là đức kim cang tách tỏa và cái oai lực thứ nhì trước là cái oai lực của sự đối trị đối trị đây là trì tụng câu tâm chú kim cang tát đoả một một bách tự minh chú kim cang tát đoả và như vậy thì có thể tịnh hóa tất cả những cái chướng ngại trở thành ra là thiện hạnh và thiện hạnh nó chính là một cái sự đối trị cho những che chướng của chúng ta và tổ milarepa đã nói rằng vào cái thời khắc mà chúng ta rõ biết được rằng Um, có những cái sự sai trái, có những cái sự lệch lạc và tâm của chúng ta ngay lúc đó hướng về thiện hạnh thì thiện hạnh đó tự khắc um, sẽ trở thành ra là cái sự đối trị một cách rất là tự nhiên cho những cái che chướng của chúng ta và rồi đến cái oai lực thứ ba oai lực thứ ba là cái sự hối hận ăn năn hối cải um, và chúng ta ăn năn hối cải với những cái những điều tệ hại mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ thì mới có thể tịnh hóa được và rồi cái um, oai lực thứ thứ tư là cái oai lực của sự xác quyết đôi khi chúng ta cũng gọi là oai lực này là oai lực của cái sự phát nguyện và điều này có nghĩa là chúng ta phải thực sự um, xác quyết rằng chúng ta sẽ không lặp lại cùng một cái lỗi lầm đó, không lặp lại cùng một cái sự tệ hại như vậy trong tương lai và phải có một cái sự tự kìm hãm mình um, trong tương lai, uh, tự chế trong tương lai. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn tịnh hóa những cái um, che chướng của mình mà rồi chúng ta lại lặp đi lặp lại những cái lỗi lầm như thế thì nó cũng chẳng có hiệu quả là mấy.

Uh, and so then when you have done the accumulation so again here um <coughs> the so, amount at the um, end so khi of mà your chúng session, ta đã tích lũy uh, là 100.000 100.000 lần thì ở cuối thời khóa cho dù là chúng ta đã hoàn tất được bao nhiêu thời khóa thì chúng ta phải khấn nguyện đức vajrasattva À, và, sát hoa. À, kim căng tách và Kim Căng tách đoả. Và Kim Căng tách đoả thực sự là không tách lìa khỏi đạo sư của chúng ta. Và chúng ta khấn nguyện nguyện xin cho tất cả những cái che chướng của con sẽ được tịnh hóa. Xin hãy bảo vệ con. À, xin hãy giữ gìn con để con không có phạm phải những cái lỗi lầm trong tương lai nữa. Và rồi sau đó thì à, chúng ta có thể quán tưởng Đức Kim Căng tách đoả. À, nhớ nghĩ, hộ niệm chúng ta nghĩ rằng... À, con ơi, tất cả những cái che chướng, tất cả những cái lỗi lầm, những cái um, uh, bất thiện hạnh mà con đã tạo trong quá khứ bây giờ được tịnh hóa. Và giờ bây giờ chúng ta quán tưởng Ngài tan biến vào thân khẩu ý của ta, tức là Ngài tan thành ánh sáng và ánh sáng của Ngài tan vào thân khẩu ý của chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn thấm đẫm với ánh sáng um, từ thân khẩu ý của Ngài.

trong bản văn này thì có hai phần hai phần ngôn trô uh, dựa trên pháp tu tinh yếu đầu tiên là uh, kim căng tát đọa với cái mục đích để tịnh hóa tất cả những cái che chướng mê lầm của chúng ta và để mà có thể tích lũy thì tích lũy thêm phước đức thì chúng ta cần phải thực hành mandala. Mandala là một cái pháp tu rất là thâm 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 dịu để mà có thể tích lũy được phước đức công đức. Khi mà đến cái phần mandala thì chúng ta có hai cái loại mandala khác nhau, một cái gọi là thành tựu mandala và một cái gọi là cúng dường mandala. Thành tựu mandala nghĩa là gì nghĩa là cái gì mà chúng ta đặt ở trên cái bàn thờ của chúng ta như là một cái biểu tượng biểu tượng của mạng đà la xem đây như là cái ruộng công đức phước đức của chúng ta xem đây như là cái cây quy y mà chúng ta đã quán tưởng trong cái phần quy y và khi chúng ta nói đến thành tựu mạng đà la hay mạng đà la thành tựu đó thì chúng ta đã thấy rồi đấy có thể là các bạn đã thấy ở trong những cái buổi đại lễ khi mà các ngài cúng dường mandala trong một cái nghi thức cúng dường mandala lên chư đạo sư thì các bạn thấy một cái đĩa rất là lớn à, hoặc là thấy một cái kính một cái mặt gương có năm cái điểm khác nhau và các bạn có thể dùng một cái đĩa như là cái kính như vậy và và bạn có thể làm dùng dùng um, bơ hay là bột đó để mà tạo bốn cái cây cột hay là bốn cái điểm à, xin lỗi năm cái cây cột hoặc năm cái điểm chủ thì đây chính là um, cái biểu tượng của ruộng công đức ruộng phước đức của chúng ta và chúng ta có thể dùng những cái phẩm liệu khác nhau dùng những cái gì mà có thể là chân quý nhất ví dụ như là vàng hay là bạc hay là những cái loại ngọc báu hay là những cái loại kim kim loại rất là quý giá nhưng mà nếu mà các bạn không có được những cái phẩm liệu này thì các bạn có thể sử dụng um, đất hay là đá hay là gỗ uh, bất kỳ thứ gì cũng có thể được mà nếu mà chúng ta dùng những cái loại kim kim loại quý thì um, nó không có nên quá nhỏ nó không có nên nhỏ hơn là bốn cái ngón tay của chúng ta um, và chúng ta tạo cái mandala này bằng đất và đá bằng những cái loại những cái loại phẩm liệu mà bình thường hơn thì nó phải lớn hơn và nó không có quá lớn hơn là một cái một cái nửa cái cánh tay trên của chúng ta hay là nửa cánh tay dưới của chúng ta nhưng mà nhất thiết là phải tạo những cái mandala này một cách sạch sẽ dùng những cái phẩm liệu mà nó sạch sẽ và nó sáng chói càng nhiều càng tốt hoặc là những cái phẩm liệu mà thực sự là nó rất là thanh tịnh và làm như vậy để mà chúng ta có thể phát cái tâm làm sao cho những điều này có thể tịnh hóa được tất cả những cái chướng ngại những cái mê lầm của bản thân ta và của tất cả chúng sinh thì và đây là cái biểu tượng của ruộng um, công đức phước đức của chúng ta khi chúng ta tạo một cái mạng đà như vậy và chúng ta quán tưởng đạo sư và chư vị thầy tổ ở giữa và uh, chư vị deity ở bên um, đằng trước và bảo um, tăng bảo thì bên trái um, và rồi giáo pháp thì ở đằng sau và tất cả chư vị um, tuệ giác um, hộ pháp của chúng ta cũng ở đó nhưng mà tất cả là chúng ta phải làm sao để mà hướng tâm mình một cách chân thành đến với lại cái mandala Đà La này và rồi như là đạo sư Guru Poche đã từng nói bất kỳ ai có tín tâm nơi ta có lòng sùng mộ nơi ta thì ta hiện hiện ngay trước mặt người ấy như vậy cho nên nếu chúng ta có lòng sùng mộ quy ngưỡng thì ruộng công đức ruộng phước đức của chúng ta thực sự có hiện hữu ngay nơi đó

À, đối với lại mandala thành tựu như là thầy đã giải thích cho chúng ta nếu mà chúng ta có một cái mandala thành tựu như là một cái biểu tượng thì chúng ta dùng được cái đó còn nếu mà chúng ta không có được thì chúng ta có thể quán tưởng cái ruộng công đức một cách rõ ràng là cũng được rồi nhưng mà đối với lại cái mà chúng ta gọi là mandala cúng dường đó thì là chúng ta có một cái nền của mandala và ở đây thì giải thích về cái gọi là cúng dường bảy bảy món thì đầu tiên là chúng ta phải làm sạch cái nền của cái mạn đà la cái khay của cái mandala. đà la rồi chúng ta phải có cái đỉnh meru ở phía trên và rồi chúng ta có bốn 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 cái lục địa và rồi bốn cái châu địa và bốn cái châu địa đó thì được giải thích một cách rất là rõ ràng ở trong đây ở hướng đông tây nam bắc mỗi một cái châu địa thì có một cái tên một cái tên riêng và bên trái và bên phải thì có mặt trời và mặt trăng. thì và đây là cái mà chúng ta gọi là bảy món cúng dường và khi mà chúng ta tu tập ngôn trô theo cái truyền thống này thì chúng ta sẽ biết rằng bình thường đó chúng ta à, chúng ta sẽ tập cái gọi là 37 món cúng dường thì cái 37 món cúng dường đó thì nó nó dài hơn cái phần bảy món cúng dường rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn có cái pháp gọi là bảy món cúng dường mà chúng ta có thể thực hành được như vậy thì cái mandala cúng dường này là biểu tượng của toàn bộ thế giới toàn bộ cõi giới và toàn bộ những cái diệu dụng hay là diệu lạc hoặc là tất cả những cái gì tuyệt vời nhất ở trong cõi người và cõi trời mà chúng ta có thể quán tưởng hay là um, nghĩ đến được thì chúng ta cúng dường tất cả những cái điều này với tất cả tâm khẩu ý của chúng ta với um, thân khẩu ý của chúng ta và rồi chúng ta quán tưởng là mặt đất thì được giải đầy nước hoa thơm và rồi được trang hoàng bởi núi tu di mặt trời mặt trăng và các châu địa và con nguyện xin cúng dường lên tất cả và nguyện xin cho um, toàn bộ chúng sinh sẽ được hạnh phúc con con dân cúng dường lên toàn bộ cái cảnh giới tịnh lạc này và nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đều được hưởng những cái hạnh phúc ở trong những cái cõi tịnh lạc đó và khi mà chúng ta sử dụng những cái phẩm liệu cho cái mạng đà la của chúng ta thì chúng ta dùng cái gì nếu mà chúng ta dùng được những cái loại đá quý những cái loại như là vàng hay là ngọc vân vân thì rất là tốt còn nếu không thì chúng ta có thể dùng những cái loại hạt ngũ cốc hoặc là gạo À, nhưng mà tốt nhất vẫn là dùng những cái loại đá quý như vậy thì dù là chúng ta dùng một cái phẩm liệu nào thì nó phải tương ứng với lại cái khả năng tài chính của chúng ta có có nghĩa là à, thực sự là chúng ta khả năng tài chính của chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng nên cố gắng làm hơn như thế một chút hơn cái khả năng của ta một chút nữa khi mà chúng ta cần phải cúng dường ví dụ như là chúng ta có tài của mà chúng ta lại không có muốn sử dụng tiền của của mình mà chúng ta lại muốn dùng những cái loại phẩm liệu mà nó thấp giá hơn một chút với cái khả năng tài chính của mình thì mình không nên làm như thế um, và mình nên cố gắng sử dụng những cái loại phẩm liệu nào mà nó có um, nó có giá trị càng nhiều càng tốt và rồi khi mà chúng ta quán tưởng chúng ta trong tâm của chúng ta chúng ta quán tưởng là chúng ta dâng cúng tất cả toàn bộ tài sản toàn bộ những cái um, diệu lạc mà chúng ta có thể thọ hưởng được thì tất cả những cái đó chúng ta đều dâng cúng toàn bộ lên uh, chư Phật dâng cúng dâng cúng toàn bộ lên tam bảo

Tō tōp kumarēs, kārīsa nā ta tsōzō ājibā jāngu kōyō rātā maji na tō nita tō kumarēs. Qāshē zhōns wā tēne tūn jōg dhū, wā tē tsōg jāng tē rā na tēms, wā tēne 라멘네 조요 jāng tē rā na tē yā lmēwa. Tē tsō

chúng ta nguyện là nguyện sao cho chúng ta có thể chứng ngộ được một cách rốt ráo và ở trong tâm của chúng ta à, chính cái nguyện này nó trở thành ra là một cái sự tích lũy công đức phước đức à, và nếu mà chúng ta tích lũy công đức phước đức thì nó cũng sẽ trở thành ra là một cái nhân đưa dẫn chúng ta đến được với lại um, cái sự chứng ngộ như vậy cho nên cúng dường Mạng đà la cũng là một cái pháp rất là quan trọng à, Um, bất kỳ um, những cái công đức phước đức nào mà chúng ta có thể tạo được thì để giúp chúng ta làm gì để mà giúp cho chúng ta có thể thể chứng được tánh không nếu mà không thể nào Tích lũy được công đức phước đức thì cũng chẳng thể nào có thể thể chứng được bản lai không là như thế nào. Và như vậy khi mà chúng ta thực hành tích lũy trong cái pháp tu ngôn trô. Sau khi mà thực hành 100.000 lần như thế thì như vậy thì cái ruộng um, công đức sẽ tan nhập vào chúng ta. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái pháp tu khác. Sau khi mà ruộng công đức đã tan nhập vào mình. Và trong cái phần mà. Sau cái phần mà mandala thì chúng ta sẽ đi đến cái phần gọi là guru yoga Tức là thực hành bổn sư du già Nhưng mà trong cái bản văn này thì lại không có cái phần về bổn sư du già Là bởi vì à, à, Bởi vì ở, ở đây trong cái bản văn này Thì à, ở cái phần sau của cái bản văn này Thì có đến cái phần thực hành gọi là um, tứ thân tứ Phật thân của đạo sư cho nên cho nên đó có thể là cái lý do tại sao ở ngay cái đoạn này thì lại không có cái phần uh, gọi là pháp đạo sư du già như chúng ta thường tu tập nhưng mà bởi vì trong cái bản văn này thì nó lại nằm ở phần sau trong cái phần tu tập tứ thân của đạo sư. Ừ. nīngjē chāngshō siānggō miātari, chāmbātai nīngjē dē nī, dē lō tōng yō rēsi chāngshō siānggō miātari, wā tī tōng tē rēsi, dāng jī tē tōng wā tē tōng yō rēsi, dā ngā tō khatā ngā dāi dō rwa nā chōng suwa, chāmbātā nīngjē dā pō la, xiāmpiān jū tō ma chī na, chōmbātā miā wā thế mm mà chỉ na à cái ra nó chúng cũng mà trong đó mình vẫn chỉ mình chúng thì xem mong mm rồi -hmm. là um so then the next section à uh, the rồi qua đến cái phần kế tới uh, phần kế tới là gọi là ngôn châu đặc biệt hay là pháp tiên yếu đặc biệt À, thực sự là trong pháp thu ngôn Trô thì có cái phần gọi là phần thông thường phần phi thường và phần đặc biệt thì chúng ta đã nói qua hai cái phần trước rồi bây giờ chúng ta đi qua đến cái phần gọi là phần đặc biệt thì cái phần đặc biệt này là thực hành tình yêu thương lòng bi mẫn và rốt giáo là bồ đề tâm à, khi mà thực hành ngôn trô đặc biệt này thì đây chính là cái phần đầu tiên của ngũ phần đại thủ ấn và nó cũng nằm ở trong ngũ phần thoa ma quán đảnh gia lực ở trong cái bài đạo ca của tổ Trí tinh sung cung và cái câu đầu tiên là Ngài nhắc đến tình yêu thương và lòng bi mẫn cũng như là bồ đề tâm. Ngài đã nói như sau. Ngài nói rằng nếu con chiến mã của tình yêu thương và lòng bi mẫn không cất vó vì lợi lạc của chúng sinh, thì làm sao chư thiên và loài người có thể tán thán. Cho nên bởi thế hãy trưởng dưỡng pháp tu tiên yếu này. Thằng thằng bộ thế chẳng bao giờ về cái chẳng bao khăn đuôi giờ sát thi chưa rồi à? Và thế chẳng biết ngõ bộ khăn đuôi đấy. Thế thì chẳng bao hoa đồng nhau khăn đuôi đấy. Và thế chẳng biết chơi lấy khăn đuôi đấy, chẳng biết lấy cái khăn chỉ đâu đấy. Và thế thì rồi đấy. chambi chili. Wa tsinda tsangpo tila tsa chamba kasha tairwa chamba jewe ju. Tsai chamba jewe ju te rang paad, maad. Yangda kienpo tsa lopon, tsa so gong jekere es. Wa ting na la tsaro pamaar tsa jekere es. So

à, à, thế à là... so first uh, we... à, như vậy thì đầu tiên đầu tiên à chúng ta phải phát khởi tình yêu thương như vậy thì đầu tiên là tình yêu thương và kế tới là lòng bi mẫn lòng từ bi thì đối với lại tình yêu thương thì phải có cái nhân để mà có thể phát khởi được cái tình yêu thương này kế tới là tinh túy thứ ba là làm thế nào để phát triển tình yêu thương này và thứ tư là những cái hoạt động những cái công hạnh liên quan đến tình yêu thương này mà chúng ta có thể làm được đầu tiên là cái nhân cái nhân để có thể phát khởi được lòng từ hay là tình yêu thương là như thế nào đầu tiên là chúng ta hãy sử dụng một cái đối tượng Đối tượng ở đây có thể là mẹ của ta, cha của ta, cha mẹ của ta, hoặc là một vị kenpo, một vị thầy, một vị đạo sư của ta. Hay à, những ai mà đã từng rất là từ ái đối với lại chúng ta thì chúng ta có thể xem đấy như là một cái đối tượng và bình thường thì thông thường nhất là chúng ta um, nương vào cái hình tượng của người mẹ của mình là nhiều nhất, có thể um, nương vào cha mẹ hoặc là nương vào người mẹ của mình để xem đấy như là một cái đối tượng để mà phát khởi tình yêu thương, bởi vì thực sự chưa từng có ai mà đối xử yêu thương từ ái hơn với chúng ta trừ uh, uh, hơn là mẹ của chúng ta, nhưng mà tổ Chí Tuyên nói rằng trong cái thời mặt pháp đó thì có những người họ sẽ cảm thấy điều này rất là khó khăn họ không có được cái tình yêu thương cho cha mẹ của họ và như vậy nếu mà nương vào người mẹ hay người cha như là một cái đối tượng để phát khởi tình yêu thương mà quá khó khăn thì chúng ta nương vào một cái người nào đó khác mà có thể giúp cho chúng ta phát khởi được cái tình yêu thương và cái sự chân quý hay là sự biết ơn và như vậy um, giả sử bây giờ chúng ta có thể nương vào cái hình bóng của mẹ của mình để trở thành ra là một cái đối tượng để mình phát khởi được tình yêu thương uh, hỗ trợ được cho mình về cái điều này thì đầu tiên chúng ta phát khởi như thế nào phát khởi bằng cách nhớ nghĩ lại lòng từ của mẹ mẹ đã từ ái đối với chúng ta như thế nào mẹ đã cho chúng ta ra đời mẹ chăm sóc cho chúng ta mẹ bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta còn là một đứa bé để chúng ta có thể tiếp tục tồn tại mẹ mặc quần áo cho chúng ta mẹ cho chúng ta thức ăn mẹ hy sinh hy sinh toàn bộ cuộc đời của mẹ để mà chăm sóc cho mình và rồi khi mà chúng ta quán chiếu về những điều này nhớ nghĩ về cái lòng từ của mẹ của chúng ta thì chúng ta sẽ phát khởi một cái lòng tri ân rất là sâu sắc bởi vì mẹ của chúng ta giống như là một người thầy người thầy đầu tiên trong cuộc đời này của chúng ta dạy cho chúng ta à, biết là chúng ta cần phải hành xử như thế nào trong thế giới này chúng ta phải lánh xa những cái gì chúng ta phải thực hành những cái gì và rồi qua nhiều những cái hình thức khác nhau mẹ chẳng khác nào như là người thầy của chúng ta trong cuộc đời này và rồi mẹ luôn luôn làm tất cả những cái gì có thể để mà để mà cho chúng ta được um, được an ổn, mẹ bảo vệ cho chúng ta, mẹ hỗ trợ cho chúng ta, mẹ cho chúng ta thức ăn để mà có thể nuôi sống cái thọ mạng này của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ nghĩ về những điều này, um, nhớ nghĩ qua cái hình thức nào mà thực sự là nó có hiệu quả cho chúng ta nhất và thực sự là nghĩ rất là sâu sắc về mẹ của mình và thấy ra được rằng mẹ đã cho chúng ta quá nhiều cái lòng từ và tình yêu thương như thế nào và rồi thì một cái cảm xúc thương mến và tri ân nó sẽ khởi hiện lên trong tâm của mình thì có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể quán tưởng về cái lòng từ của mẹ. Đầu tiên là mẹ cho chúng ta cái thân xác này cái thân thể này của chúng ta có được ngay bây giờ là nhờ vào mẹ của mình và rồi thứ nhì là mẹ đã nuôi sống chúng ta mẹ cho chúng ta cái sự dinh dưỡng và rồi mẹ bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta còn là một đứa bé mà mẹ không có bao giờ quan tâm đến bản thân của bà mà bà lại quan tâm đến cái sự an nguy của chúng ta mà thôi. Và mẹ đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự khó khăn bởi vì cái sự an ổn của mình, cho nên bây giờ mình mới trở nên tốt lành và mọi thứ mới trở nên tốt lành cho mình, tức là mẹ đã hy sinh rất là nhiều để mà chăm lo cho chúng ta khi chúng ta còn là một đứa bé và mẹ đã chỉ dạy chúng ta chúng ta phải hành xử như thế nào chúng ta phải lánh xa những điều gì và chúng ta có thể làm theo những điều gì à, như vậy cho nên khi mà chúng ta quán chiếu như thế thì um, chúng ta có thể phát khởi được cái lòng từ um, tình yêu thương um, cho một cái đối tượng nào đó và chúng ta nương vào mẹ của chúng ta như là một cái đối tượng và đây là một cái hình thức nó rất là có hiệu quả <laughs>

Jupon đã giải thích đó. À, có rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau về tình yêu thương. Ví dụ như là đầu tiên chúng chúng ta cũng được dạy về cái tinh túy của yêu thương là gì. Tổ chức Tinh Xuân Cung đã giải thích về cái tinh túy của tình yêu thương và lòng từ bi đó chính là một cái cảm xúc. Cảm xúc ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy một cái đứa bé nó thật là xinh xắn. À, một cái đứa bé thật là xinh xắn, thật là đẹp đẽ mình nhìn thấy nó thì tự nhiên mình cảm thấy một cái lòng thương mến nó khởi lên một cách rất là tự nhiên thì đó chính là cái tinh túy của tình yêu thương là cái cảm cái cảm xúc đó là cái gì mà chúng ta cần phải thiền quán về nó, cần khi mà chúng ta nhớ nghĩ lại về lòng từ và tình yêu thương của mẹ thì nó cũng sẽ có một cái cảm xúc như thế nó khởi hiện lên trong tâm của mình và nó chính là cái tinh túy của tình yêu thương của mình y như là khi chúng ta gặp được một cái đứa bé mà chúng ta thì thấy nó thật là đẹp đẽ thật là xinh xắn và quý giá thì cái cảm xúc một cách tự nhiên nó cũng khởi lên chứ không cần phải không 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 cần phải gượng ép Đó, <laughs>

xuống uh, xuống, xin nhắc thằng chị mà mà chơi rồi mà đấy. Thế nên thà thế mà nói thì, cái này chắc, thế nên chơi rồi đấy. And so actually he said before that when it comes to this um, feeling of um, trước đây đó thì, trước đây Trupon nói rằng đối với lại cái cảm giác hay là cảm xúc của cái những cái cảm xúc thương mến mà nó khởi lên đối với một đứa trẻ con, một đứa bé thì nếu mà chúng ta có thể phát khởi được cái tình yêu thương đó với lại tất cả chúng sinh thì cùng một cái cảm xúc, một cái cảm giác đó nó khởi hiện lên khi chúng ta gặp bất kỳ ai trong um, chúng sinh bất kỳ ai trong muôn loài thì đây là một cái hình thức để mà giúp cho chúng ta có thể giúp cho cái cảm xúc của tình yêu thương nó nó khởi hiện lên và nó lan tỏa càng ngày càng rộng hơn. Như vậy chúng ta nương vào mẹ của chúng ta như là một cái đối tượng để mà kết nối với lại cái cảm cảm xúc này. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cho cái cảm xúc này nó lan tỏa thì nó phải lan tỏa đi cùng khắp chứ không phải là nó chỉ phát khởi lên cho mẹ của chúng ta mà thôi mà cái cảm xúc này nó phải lan khắp và nó bao trùm hết toàn bộ tất cả chúng sinh và mong nguyện cho tất cả chúng sinh được an ổn được hạnh phúc và đồng thời chúng ta cũng phải nhận biết ra được rằng tất cả chúng sinh chưa sót một ai và một thời điểm nào đó cũng đã từng là mẹ của mình và cũng như thế họ cũng đã biểu lộ cái lòng từ của người mẹ đối với lại chúng ta và rồi chúng ta cần phải um, quán niệm về cái điều này khi mà chúng ta thiền để mà chúng ta cũng có thể thấy ra được đó cũng chính là cái lòng từ mà mẹ của mình đã cho mình, mà rồi mình lại phát khởi cái cảm xúc đó lên đối với lại tất cả chúng sinh y như là chúng ta đã phát khởi được cái cảm xúc đó với lại mẹ của mình, phát khởi được cái cảm tình đó với mẹ thì cũng phải phát khởi được cùng một cái cảm tình y như thế khi mà hướng ra đến tất cả chúng sinh để nó có thể rộng um, khắp và nó bao trùm tất cả chúng sinh chứ không phải chỉ là một cái cảm xúc, cảm giác hay là cảm tình riêng cho mẹ mình mà thôi, mà làm mình nương vào mẹ mình để mà có thể phát khởi và làm lan tỏa cái cảm xúc đó cho tất cả một người, một loài khác. <laughs> Tsawe maha kwewe? Tsawe maha, ya. Watajii, dhinne, dhinne ya, ma tojii duwaan tashi simchay tsangma haan pera, watan ryu kwaan goresi, simchay tsangma shaa loo nop chan, simchay tamjii ura. Watan ryu chee kyaa lan, an so so chanpa dii chung tu dan, tsawe maa tari chanpa dii chee chi dan, tera dii samno dan, dhin naaji Tā guāṃ guhūri. Jītāṃ tsunggōṃ tathuṋ duwa kharze, cāṃ nīng jeñ joṋ yu kāng sā ca si. Jītāṃ pādhāṃ māru thōṋ si. Joṋ de lī kāng sā ca yu và thế kia đi Charles chẳng thậm And so uh, so the way there are different ways to expand có rất là nhiều cái phương cách khác nhau để mà chúng ta có thể làm cho cái cảm xúc cái cảm tình này nó lan tỏa để cho cái cảm xúc cảm tình của tình yêu thương đó nó thực sự lan tỏa để mà chúng ta có thể làm cho nó trùng khắp tất cả chúng sinh là đầu tiên chúng ta nghĩ về mẹ ta như là ngài đã dạy và rồi sau đó chúng ta nghĩ đến những cái người thân yêu quyến thuộc của chúng ta bạn bè của chúng ta trong cái vòng thân thuộc của chúng ta trong cái cộng đồng nhỏ bé của chúng ta và rồi chúng ta làm cho nó uh, lan tỏa ra sâu hơn nữa ra rộng hơn nữa ra toàn một cái vùng lớn và rồi thì nó lan tỏa ra toàn bộ đất nước của ta và rồi nó lan tỏa đến toàn bộ thế giới và rồi nó lan tỏa lan tỏa vô tận vô biên để mà nó có thể trùng khắp được tất cả chúng sinh nhưng mà nếu mà làm điều này nó quá là khó chúng ta không có thể nào làm cho nó tỏa rộng tỏa rộng như vậy thì chúng ta cũng có thể cứ chủ ở ngay cái đối tượng ví dụ như là mẹ của chúng ta để mà chúng ta có thể phát khởi được cái tình yêu thương những cái cảm xúc rất là tự nhiên của tình yêu thương chúng ta cứ trụ ngay đó và ngoài ra thì cũng có một cái phương pháp hay là một cái phương tiện nữa để mà chúng ta có thể quán tưởng là tình yêu thương này lan tỏa ra qua hai hình thức ví dụ như là qua hai cái phương hướng là đầu tiên mình phóng tỏa cái tình yêu thương của mình tỏa rộng ra hướng đông và rồi thì nó chúng ta quán tưởng nó tỏa rộng qua hướng nam hoặc là chúng ta cũng có thể quán tưởng nó tỏa rộng ra hướng bắc và hướng tây vân vân và rồi nó tỏa rộng tỏa rộng ra khắp toàn bộ thế giới Thưa hồi nãy con xin lỗi ngày nói là hai nhưng mà ở đây chắc là là bốn à, thì à, và nếu mà làm điều này thì nó quá là khó khăn cho chúng ta để mà chúng ta có thể làm cho tình yêu thương lan tỏa như vậy thì chúng ta tiếp tục chủ ở cái đối tượng của mình là nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là quán tưởng cho không phải là quán tưởng mà cố gắng khởi sinh được cái tình yêu thương đó cho nó lan tỏa ra một chút ở đây lan tỏa ra một chút ở kia nhưng mà chủ ở ngay cái đối tượng của mình để mà tình yêu thương đó nó được phát khởi một cách càng ngày càng tự nhiên hơn và tổ chức tinh sung cung nói rằng một người nào mà thực sự đã phát khởi được tình yêu thương và lòng bi mẫn một cách

노신베 통나디 가그마리 하즈 소소지보 so again if it, it, um so we practice you know in stages little by Thầy nói rằng chúng ta hãy cố gắng tu tập từng bước từng bốt, bước một từng cái giai đoạn từng cái giai đoạn một từng chút từng chút một và hãy bỏ rất nhiều thời gian cho việc này đi nếu mà nó quá khó để cho chúng ta có thể lan tỏa cái tình yêu thương này thì hãy quay trở lại về với lại cái đối tượng của mình và rồi trở về với lại cái phương tiện trực tiếp lúc đầu là quán tưởng cái lòng từ của mẹ của mình và rồi quán tưởng đi quán tưởng lại về cái lòng từ này và rồi làm cho cái tình thương nó nó lan tỏa rồi lại quay trở lại về cái đối tượng của chúng ta và kế tới là những cái những cái công hạnh liên quan đến tình yêu thương Những cái hoạt động liên quan đến tình yêu thương à, Thực sự là Khi mà chúng ta thiền định đó à, Thì khi chúng ta thiền định về tình yêu thương này thì nó có một cái um, công hạnh rất là to lớn bởi vì sao bởi vì nó có thể làm um, dịu nhẹ đi hết tất cả những cái phiền não trong tâm của chúng ta và chúng ta thấy có một cái ví dụ của đức uh, đức phật trước khi mà ngài đạt được giác ngộ ở dưới cái cội cây bồ đề đó thì um, ma vương đã đến và hành hung ngài theo hành hung tâm thức của ngài và rồi ngài uh, ngài nhập định nhập định vào gì nhập vào cái định của tình yêu thương nhập vào cái định của lòng từ và rồi ngài đã có thể dùng cái từ lực của ngài cái oai đức của từ lực của tình yêu thương của ngài để mà có thể um, như là thuần phục được um, ma vương và như vậy càng ngày chúng ta càng thiền định và càng nhập được vào trong cái định của tình yêu thương thì nó sẽ đem đến được cho chúng ta một cái oai lực rất là to lớn để mà chúng ta có thể làm an dịu được rất là nhiều những cái um, chướng ngại ở trong thế gian này ví dụ như là dịch bệnh hay là chiến tranh hay là um, um, như là đói khát à uh, và bạo động và tất cả những cái chướng ngại ở trên thế gian này thì cái oai lực của lòng từ cũng có thể làm giảm nhẹ đi những điều này. À, cho nên thực sự nó rất là quan trọng để chúng ta thiền về tình yêu thương. ngay cả à, thực sự là phải cần rất là nhiều thời gian bỏ rất nhiều tâm huyết vào để làm điều này. bởi vì nếu mà các bạn không có bỏ nhiều thời gian luôn thường xuyên huân tập và à, nhập vào cái định của tình yêu thương thì nó sẽ rất là khó cho các bạn cho nên các bạn phải chịu khó bỏ tâm huyết vào với điều này và nếu mà các bạn thiền rất là tốt về tình yêu thương, về lòng từ thì nó sẽ có một cái kết quả, cái kết quả là bất kỳ khi nào bạn nhìn bất kỳ ai, bất kỳ ai mà bạn tiếp cận thì bạn cũng đều rất là hạnh phúc, rất là tươi vui trong tâm của bạn hạnh phúc trong tâm của bạn khi mà bạn tiếp cận với một người nào đó mà ngược lại nếu mà bạn có rất là nhiều cái sự sân hận ở trong tâm của bạn thì bất kỳ bạn gặp ai bạn tiếp cận với ai thì bạn cũng có một cái cảm giác bạn khó chịu bạn bực bội bạn bạn không có Thích người này hoặc là bạn không thích người kia, thực sự là cái thái độ đó là bạn thích người này hay là không thích người kia, bạn khó chịu người này, bạn không khó chịu người kia, nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến cái tâm của mình. Và nếu mà tâm của mình lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương thì mình gặp bất kỳ ai, mình cũng cảm thấy rất là tươi vui. Còn nếu mà bạn tràn ngập cái sự sân hận, oán ghét ở trong tâm của bạn thì bạn gặp ai bạn cũng cảm thấy rất là khó chịu với lại cái người đó

这几 s 门 la, 子呢？这几处下边，几处门的灶台呢？弟弟，咱们家都是这大锅，都是那种，一锅子的油菜。这几处，他那老百姓家吃油菜糊汤，听说一吃这，起码六十；，别的这，约五阿，这约五十。这几处门的锅子呢？吃的锅锅炖炖，大锅拿一起，几处门的用锅子，这一松散。我他他说，他妈几处门的墙板，那那那，sometimes 烧鸡去，sometimes 炒炖着吃哇，我这呢？ Um, so there's a story of um, Thầy muốn kể chuyện cho chúng ta nghe câu chuyện về Đức Milarepa. Um một lần kia khi mà Đức Milarepa đang tu tập ở Nishan và khi đấy thì ngài đang ở trong đỉnh và ngài nghe thấy tiếng kêu tiếng sủa của một con chó và ngài nghĩ rằng ô chắc là có một số người đang sắp tới và rồi uh, những người đó sẽ tới đây để mà khuấy động uh, cái um, trong khi mà tôi đang nhập định và rồi ngài đi vào trong một cái hang thì ngay sau đó thì có một con nai, con nai đó nó đang run rẩy, nó đang rất là sợ hãi và người nó toát ra rất là nhiều mồ hôi, nó rất là kinh hãi và rồi Đức Milarepa đã hát một cái bài ca rất là tự nhiên về về thiền định cho con nai này nghe và rồi nó từ từ nó giảm bớt cái sự sợ hãi của nó. Và tất cả những cái sự sợ hãi của nó nó hoàn toàn biến mất và rồi con nai đó đã đến bên cạnh Đức Milarepa và đã uh, quỳ xuống bên cạnh ngài và rồi nó ngã người của nó vào cái uh, trên cái um, cái tấm y của ngài và nó ngã người nó vào người của Đức Milarepa. Và ngay sau đó thì có một cái con chó màu đỏ rất là khủng khiếp nó đang chạy tới và miệng của nó thì um, chảy đầy nước miếng và nó rất là sân hận và cùng lúc à, đồng thời ngay lúc đó thì tổ milarepa cũng đã hát một cái bài đạo ca cho con chó nghe và rồi con chó nó đã được làm cho an dịu và nó không có còn à, nó không có còn ở trong một cái trạng thái tâm mà khủng khiếp làm cho người khác phải sợ hãi như thế và rồi con chó đó nó cũng đã đến bên cạnh ngài và rồi nó cũng đã ngồi xuống bên cạnh ngài và nó trở nên rất là từ hòa như vậy cho nên qua cái công phu thiền định về lòng từ và tình yêu thương của ngài mà Đức Milarepa đã có thể làm an dịu bất kỳ một ai hiện đến trước mặt ngài, lẽ dĩ nhiên chúng ta không ở cái tầng mức tâm của Đức Milarepa, nhưng mà chúng ta có cái tiềm năng để mà có thể phát triển được một cái tầng tâm của um, tràn ngập tình yêu thương không có khác gì ngài, chúng ta có cái tiềm năng để làm được điều đó. Completely pacify both the... um, Cho nên như vậy là Thông qua cái công phu thiền Định về tình yêu thương Mà Đức Milarepa Đã có thể làm an diệu được um, Cả hai loại uh, Cảm xúc uh, Thô lậu của Sự phiền não Ở đây là cái cảm xúc thô lậu của sân hận Và cái cảm xúc thô lậu của sợ hãi Vậy là cả hai cái loại cảm xúc thô lậu này đều được Đức Milarepa dựa vào cái oai lực của lòng yêu thương, lòng từ của Ngài mà Ngài đã có thể làm cho an diệu. Trung Lưu Trung Quốc, Nga Trung Quốc, Trung Quốc. Ta ta có thể đi nằm ba

chúng ta thiền về tình yêu thương và rồi bây giờ quay đến cái phần thiền về lòng bi mẫn là thì đầu tiên qua cái truyền thống của tổ chức Tân sung thì chúng ta sẽ thiền về lòng bi mẫn đối với ai trước tiên đối với lại những kẻ thù và những kẻ tạo chướng ngại cho chúng ta chúng ta đã nguyện trong cái lời cầu nguyện là nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như không nhất là những người thù ghét con nhất là những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và toàn giác của con à, nguyện xin cho họ có được hạnh phúc và nhất là đặc biệt là nguyện xin cho họ sẽ đạt đến được giác ngộ viên mãn chân quý và vô song như vậy đầu tiên chúng ta phát khởi cái lòng từ bi lòng bi mẫn với lại kẻ thù của chúng ta thực sự là nó khó khăn lắm phải không là thực sự là nó rất khó nhưng mà nếu mà chúng ta nỗ lực nỗ lực có một cái nỗ lực lớn lao thì chúng ta sẽ thực sự có được cái lòng bi mẫn đối với lại kẻ thù của mình chuyện đó có thể xảy ra và À, Tổ chức Tinh Xuân Cung Đã chỉ cho chúng ta Ba cái pháp Ba cái pháp du già Thuộc về thân Để mà có thể giúp cho chúng ta Phát khởi được lòng bi mẫn Cái tư thế của thân của chúng ta à, Như là đã nói Với cái lại cái lòng yêu thương Cũng thế Ngài cũng đã dạy cho chúng ta Ba cái tư thế Của thân là phải luôn mỉm cười phải luôn luôn nở một cái nụ cười Và rồi đối với lại lòng bi mẫn đó Thì đối với thân chúng ta làm gì? Chúng ta khóc Hãy khóc đi Và đối với lại à, khẩu ngữ đó Thì chúng ta với tình yêu thương Và với lòng bi mẫn Chúng ta tụng cái gì? À, những người mà đã tạo chướng ngại cho chúng ta thù ghét chúng ta thì chúng ta tụng đi tụng lại cái lời nguyện đó cái lời nguyện mà khởi đầu chúng ta đã tụng đó nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền nhất là những kẻ thù ghét con tụng đi tụng lại cái lời nguyện đó đi và trong tâm của chúng ta thì phát khởi um, cái tình yêu thương lòng từ đối với lại những người này những người là kẻ thù của chúng ta những người tạo chứng ngại cho chúng ta những người um, mà đối xử với chúng ta rất là khó chịu rất là khó khăn như vậy có nghĩa là ngay cả đối với lại kẻ thù của chúng ta thậm chí kẻ thù của mình mình cũng phải thấy ra được rằng họ cũng chính là cha mẹ của mình bởi vì từ khởi thủy um, chúng ta đến với luân hồi này và chúng ta đã sống qua vô lượng kiếp cho nên họ chẳng thể nào mà đã không từng là cha mẹ của mình trong một đời nào đó và trong cái đời đó um, chúng ta có cái sự kết nối rất là tốt với lại những người cha mẹ trong quá khứ của chúng ta nhưng mà nhưng mà bởi vì um, có những cái nghiệp những cái những cái nghiệp nó đã xảy ra giữa chúng ta và họ cho nên bây giờ họ mới trở thành ra là uh, những người thù ghét mình nó không phải là lỗi của họ mà là do bởi họ bị lôi kéo bởi những cái chuẩn tử nghiệp thức của họ và rồi bây giờ cái quả nó trổ ra là như vậy họ không có một cái sự tự chủ nào cả họ bị lôi kéo vào um, bị những cái cảm xúc ô nhiễm của họ nó lôi kéo họ vào trong cái việc tạo nghiệp, chưa thực sự nó không phải là cái lỗi vốn có của họ à, và họ trở nên rất là bất lực ở trong một cái một cái bối cảnh như vậy bởi vì họ bị lôi kéo bởi chính cái nghiệp lực của họ và như vậy cho nên um, và um, và như vậy cho nên chúng ta cần phải thấy rõ ra được rằng thực sự nói thực sự phải nói là nó không phải là lỗi của chính cái người đó mà là lỗi của chính cái nghiệp lực nó lôi kéo họ và rồi họ tạo ra rất là nhiều những cái ác nghiệp cho chính bản thân họ và kết quả của những cái ác nghiệp mà họ tạo là sao là họ sẽ phải bị rơi vào dưới những cái cõi thấp và như vậy thì chúng ta sẽ phát khởi lên một cái lòng bi mẫn đối với họ là bởi vì chúng ta thấy là họ đang tự tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái quả xấu cho chính họ và rồi um, chúng ta phải phát khởi một cái cảm giác như thế nào cảm giác là bây giờ đây là trách nhiệm của tôi trách nhiệm của tôi là tôi cần phải làm lợi lạc cho họ tôi có cái trách nhiệm phải làm lợi lạc cho họ bởi vì sao bởi vì những kẻ thù này họ đã từng là cha mẹ của tôi và tôi đã từng là con cái của họ và là con cái thì mình phải chăm sóc cho cha mẹ của mình và qua cái hình thức đó thì thực sự là nó là một cái um, một cái một cái pháp nó rất là lợi lạc cho tâm của mình khi mà mình có thể Huân tập theo cái hình thức đó à, nhất là đối với những người mà tạo chướng ngại cho mình, những kẻ thù của mình, những người mà hãm hại mình thì qua cái hình thức đó nó sẽ rất là nó sẽ rất là rất là có hiệu quả là chúng ta phải Quán đi quán lại về cái điều này à, hướng tâm mình về tình yêu thương và lòng bi mẫn và cảm thấy là mình có một cái sự hứng khởi là mình có cái trách nhiệm phải làm lợi lạc cho họ và như vậy thì cái tình yêu thương và lòng bi mẫn của mình nó mới càng ngày càng à, được phát triển

Uh, so then um, uh, again you know thinking oh if um, my, if nobody be the chúng ta phải nghĩ rằng, à, Nếu chúng ta nghĩ rằng đây là những kẻ thù của mình mà cũng chính là mẹ của mình và mẹ của mình đang tạo những cái nghiệp xấu và rồi mẹ của mình sẽ phải bị đọa vào trong cõi ác thì nghĩ tiếp là không có ai có thể giúp được người mẹ này của chúng ta mà hiện nay là kẻ thù của chúng ta do không ai giúp được họ mà ta có cái trách nhiệm là bởi vì ta là con của họ cho nên ta phải có cái trách nhiệm để mà giúp họ và rồi chúng ta hãy thiền về điều này hãy thiền đi thiền lại về cái điều này để mà cái lòng từ bi nó có thể khởi hiện lên một cách rất là tự nhiên trong chúng ta như vậy thì cái đối tượng đó là kẻ thù của mình và một khi mà chúng ta đã có thể phát khởi được cái tình yêu thương đối với kẻ thù của mình một cách chân thật đó thì cái tình yêu thương đó mới có thể bung tỏa ra được tất cả chúng sinh một cách rất là dễ dàng thì nó cũng chẳng khác nào khi mà chúng ta phát khởi được cái tình yêu thương đối với lại mẹ của mình như là một cái đối tượng và rồi bung tỏa cái tình yêu thương đó ra cho tất cả chúng sinh thì đối với lại um, hai đối tượng mẹ của mình và kẻ thù của mình thì mình vẫn có thể làm được điều đó và mình có cái tâm nguyện là muốn giải thoát họ thoát khỏi tất cả những cái đau khổ của luân hồi hoặc ít nhất là cũng phải làm thế nào để mà làm cho những cái đau khổ phiền não của họ nó được giảm thiểu và như là tổ Milarepa đã nói um, cái hạnh phúc riêng của chính bản thân mình à cái, cái cái nhân của hạnh phúc của bản thân mình chính là cái ước nguyện làm lợi lạc cho những chúng sinh khác và cái ước nguyện được làm lợi lạc cho chúng sinh khác. Dạ, thưa cô thông dịch đang hỏi lại ngài để mà làm cho rõ ý hơn. Và ở đây nói là tất cả những cái hạnh phúc, hạnh phúc đến từ đâu, nó đều đến từ cái sự nương tựa vào những chúng sinh khác. Bởi vì có những chúng sinh khác cho nên chúng ta mới có cái ước nguyện để làm lợi lạc cho họ. Và như vậy cái, cái làm cái sự muốn làm lợi lạc cho họ nó sẽ đưa đến cái hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và tổ Milarepa nói rằng nếu mà chúng ta làm hại một người khác thì chẳng khác nào như là chúng ta tự đánh đập chính mình bởi vì làm hại người khác chẳng khác nào như là hại chính mình. À... Thưa cô đang hỏi lại thêm một lần nữa. và thực sự là Đức Rapa đã nói những điều này trong một cái bài đạo ca và bài đạo ca này vào cuối đời khi mà ngài bị một người gây xe rất là À, Sappo người đó rất là ganh tị với với ngài và đã cho ngài uống thuốc độc và và tổ Milarepa đã uống thuốc độc này biết chắc rằng đây là thuốc độc nhưng mà ngài vẫn uống nó và sau đó ngài đã hát một bài đạo ca và bài đạo ca đó có những cái lời như là ngài vừa mới nói uhm. và tổ Milarepa không có cảm thấy bất kỳ một cái cảm giác hay là um, một cái sự ghét bỏ nào một cái không có bất kỳ một cái tư tưởng ghét bỏ nào đối với lại cái người mà đã đầu độc ngài mà ngài chỉ có cái lòng yêu thương và um, lòng bi mẫn đối với người đó mà thôi thì đó là cái cách mà ngài đã thực hành trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn cho kẻ thù của ngài và bây giờ thì chúng ta sẽ nghĩ giải lao chúng ta sẽ

Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Chúng ta đã nói về tình yêu thương và lòng bi mẫn. Và sau đó thì đến phần bồ đề tâm. Ở đây nói rằng cái bông hoa màu trắng của bồ đề tâm nếu mà một vị đại Bồ Tát À, chỉ cần có một giáo pháp mà thôi thì giáo pháp duy nhất đó là gì đó chính là lòng từ bi vĩ đại đó là lòng đại bi nãy giờ thì mới <laughs> xem bà làm cô cái đấy đến chỗ này cô phục trả cô chú tôi dạy cô chị nhé

wa tī jīnā sī tāngkhā tī chā sī mā tī ṭrāk mā tī tī nē tā ngā yā nā sā dukhyā nā rūyō ngā tī yā tāṁ lā kī ngō pā mā lī tī chā sī mā tī ṭrāk mā sā pā rū jīnā sī chā sī ngā tō wā tāṁ bū dāngā shīnā kei mādhū, sīmjian tathū... Tēnē tī ngā, Bhaktūrī sānti, tē tō ʷīyā dāngā... Njōnggōng pā mō chūpa tā wēn jē, dāngā zār chīmbō tā rī tō, wā tēnē tū tēngā dāngā shīnā kei mādhū, sīmjian chīmbā tathū njōnggōng pā mō chūpa tā wē, jē yā 我才尝着一下子，穷多啊！天天都，都你妈装不上茶去，那飘飘噻，那是怎么茶？这小子心不巧，我说他。我才去的，真的几天中午打嘛，嗯，泡沫出不去，打嘛早上心不休，他难多人，你没爱好苦嘛都，真穷亲戚那路说多。我真就穷的啊！天天都在人家那点穷的玩噻。 so ning jila teni chu tamsegin neilo to ma da mare dan chajase monggo chohong ro thop sarwa thop du ten da mo ro mo phoma chube da mo azar simbo mambo je ten to o thuj chong do se chajase monggo and so um, Uh, Và như vậy cho nên really Tổ actually... Chitin Sungun đã nói rằng Ngài nói như sau Ngài nói thực sự là chính là lòng bi Thông qua cái lực của lòng bi Mà chúng ta mới có thể chứng ngộ được tinh túy của đại thủ ấn bởi vì chuyện đó đã xảy ra cho chính bản thân ngài đó là cái kinh nghiệm tự thân của ngài trong cuộc đời của ngài trong tiểu sử của ngài có nói rằng ngài đã bị lâm bệnh phong cùi và ngài trở nên rất là bệnh hoạn với cái bệnh cùi này bởi vì thực sự cái bệnh phong cùi đó là nó dễ lây nhiễm và ngài đã đi đến một cái nơi mà ngài nghĩ rằng tôi phải lánh đi để mà và có thể lìa đời ở ngay tại đó bởi vì nếu tôi tiếp tục ở đây thì những người dân làng ở đây sẽ tiếp tục bị lây nhiễm và họ sẽ bị uh, lây bệnh phong cùi của tôi và ngài đã nhập thất ngài đã đi đến đâu ngài đi đến hang động tên là y chung và ngài đã um, um, che kín um, cái cái miệng của cái hang đó lại bằng đất và đá và nghĩ rằng ngài sẽ um, lìa đời ở tại đó và ở đó thì có một cái um, bức thăng ca của đức quán thế âm và ngài đã lễ lạy. Và khởi đầu khi mà ngài mới lễ lạy thì ngài thực sự cảm thấy rất là chán nản và rất là buồn bã, ngài nghĩ rằng trời ơi thật là quá là tệ hại là tôi lại bị lâm vào cái bệnh phong cùi và bây giờ tôi sẽ phải lìa đời, tôi sẽ không có thành tựu được những cái tâm nguyện của tôi và ngài cảm thấy rất là chán nản và cái tư tưởng thứ nhì khởi hiện lên thì là gì ngài nghĩ rằng ô tôi thật là quá may mắn là tôi có được cái phước báo đã được gặp được một vị thầy tâm linh vô cùng tôn quý là đức bác mô trupa chẳng khác nào như là đức phật đang hiện thân trước mặt tôi và đã ban cho tôi những cái giáo lý vô cùng chân quý và như vậy thì thực sự là tôi đã có đầy đủ rồi Tôi đang rất là tốt mà tôi đâu có còn phải đòi hỏi thêm gì nhiều hơn nữa. Và rồi kế tới thì với một cái lòng lòng bi, ngài đã nhớ tưởng đến tất cả những chúng sinh khác, những chúng sinh mà có thể là cũng phải lâm vào một cái cơn hoạn nạn như ngài một cái cơn bệnh tật như ngài mà lại không có được cái phước báu để mà được gặp một vị chân sư như là tổ Pacmochupa được gặp giáo pháp chân quý rồi ngài đã phát khởi một cái lòng bi rất là vĩ đại cho toàn bộ chúng sinh và ngay khi đó thì ngài đã nhập định và ngài đã nhập định trong ba ngày ba đêm và trong ba ngày ba đêm đó um, ngài đã um, đã lành bệnh một cách trọn vẹn đã thoát khỏi bệnh phong cùi một cách trọn vẹn và ngài đã thể nhập được um, bản tánh chân như đại thủ ấn là những cái gì mà ngài chưa từng được thể nhận trước đây và ngài nói rằng sau cái trải nghiệm đó cái kinh nghiệm đó thì ngài thấy ra rõ ràng rằng kinh nhân của lòng đại bi chính là ngài đã thể nghiệm được rằng lòng đại bi chính là cái nhân đã đưa đến cái quả đến cái sự chứng ngộ thể thể nhập được bản tánh đại thụ ấn ngài đã nhập vào cái định đại thủ ấn thông qua cái lòng đại bi của ngài và ngài nói rằng cho dù trước đây tôi đã được đón nhận những giáo lý từ tổ pacmucha về lòng đại bi nhưng bây giờ khi mà trải nghiệm qua và nhập vào cái định định của

lebonet halmon so at da po na tap schieße nicht ha guck mal das warten ha kofer mal das oder gevenia tambat drucke sie ja po sin yo mal sind ja so mal landor die den land war so um is it goes on in the text to say that Have ở trong cái bản văn này All, uh, nó tiếp như uh, sau. Mother... Bản văn nó nói là tất cả chúng sinh mẹ hiền họ bị trói cột, bị trói cột ở trong cái đại dương đau khổ và cho dù là họ muốn được hạnh phúc, không ai mà không muốn hạnh phúc, nhưng mà tất cả chúng sinh mẹ hiền không sót một ai dù là họ muốn được hạnh phúc nhưng mà họ lại không có biết tạo ra cái nhân của hạnh phúc đích thực là như thế nào và họ chạy theo những cái nhân mà họ tưởng lầm là đó là cái nhân đưa đến hạnh phúc nhưng mà thực sự nó lại là những cái nhân đưa đến đau khổ cho nên với một cái sự thiếu hiểu biết mà họ chạy theo những cái nhân không có chính đáng và họ không thấy ra được rằng nếu mà muốn được hạnh phúc đích thực thì phải thực hành thiện hạnh và phải tạo ra được những cái nhân chân chính để mà có được hạnh phúc chân thực và cái quả của những cái thiện hạnh là cái sự an ổn à, sự an bình và hạnh phúc và cái cái nhân của cái nhân của um, đau khổ là bất thiện hạnh là những cái điều tiêu cực ở trong tâm của chúng ta và rồi chúng ta tiếp tục chạy theo những cái nhân sai trái nghĩ rằng những cái nhân này thì sẽ đem đến được hạnh phúc nhưng mà đồng lúc chính vì thế mà nó lại tạo ra những cái sự đau khổ cho chúng ta và có rất là nhiều chúng sinh họ không có được giáo pháp, họ không có được minh sư để chỉ ra cho họ thấy được rằng cái gì là cái con đường chân chính, cái gì là cái mà họ cần phải nương vào, cái gì mà họ cần phải lánh xa. Và họ cũng không có được dạy để mà biết là cái cách nào là cái phương cách chân chính nhất để mà họ có thể Nói theo để mà đến được với hạnh phúc chân thực và khi chúng ta thấy họ như vậy như vậy thì chúng ta sẽ phát khởi một cái lòng bi một cái lòng bi khi nhìn thấy tất cả chúng sinh một cách rất là mù lòa tiếp tục chạy theo những cái con đường đem đến đau khổ cho họ dù họ đang muốn hạnh phúc mà họ không biết được cái nhân hạnh phúc là từ đâu và hiểu được như thế thì chúng ta sẽ phát khởi được một cái lòng bi cho họ phát khởi nó đến một cái mức độ mà chúng ta thực sự cảm thấy rất là sâu sắc trong tâm của chúng ta cho đến cái mức độ mà chúng ta sẽ chào lệ chúng ta sẽ chúng ta sẽ khóc được vì những cái điều này và rồi um, chúng ta sẽ nổi da gà, lông tóc của chúng ta sẽ dựng đứng lên và rồi chúng ta thực sự cảm thấy quá là xúc động, chấn động và rồi chúng ta sẽ bật khóc. Um, Tổ Milarepa đã nói rằng khi mà chúng ta thiền và thiền đi, thiền lại về tình yêu thương, về lòng bi mà ngài đã quên mất đi về tất cả những cái sự bám chấp, uh, bám chấp vào cái tôi và bám chấp vào uh, những người khác, uh, tôi Quên bẵng đi cái sự chấp ngã khi mà tôi thiền về tình yêu thương và lòng bi như vậy một cách rất là tự nhiên nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm an dịu được tất cả những cái sự bám chấp nhị nguyên trong tâm của chúng ta làm an dịu được tất cả những cái um, niệm tưởng nhị nguyên giữa ta và người và tâm của chúng ta được lợi lạc rất là nhiều từ một cái động cơ um, chân thành một cái động cơ vị tha như thế và cái cái tâm chân thành, tâm vị tha này nó lại khởi hiện lên một cách già tự nhiên trong dòng tâm thức của mình. Và đối với một người mà không có biết thực hành theo cái phương cách này, không có biết cách để mà thiền về tình yêu thương và lòng bi mẫn thì lúc nào họ cũng cảm giác như là họ muốn muốn hưởng được một cái gì đó từ một cái điều gì đó của người khác ví dụ như là hoặc là họ sẽ bị xáo trộn bởi vì một cái gì đó mà từ một cái người nào đó và họ sẽ cảm thấy là ô tôi không có được cái dịp để mà nói trả đũa với một cái người mà nói xấu về tôi tôi uh, cảm thấy là ô tôi cảm thấy là ô thật là đáng tiếc là người ta đã uh, hủy bán tôi và rồi tôi muốn phát khởi lên cái cảm giác là tôi muốn trả đũa lại họ nói những cái lời để mà trả đũa lại với họ thì những cái tư tưởng những cái um, cảm xúc như vậy thực sự nó là những cái um, thái độ nó nó rất là um, tiêu cực là bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là kia là những cái người là kẻ thù của ta và họ họ nói những cái lời sai trái với ta và ta muốn trả đũa nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta nhìn thấy những kẻ thù của chúng ta như là những người để mà hỗ trợ cho cái công phu thực hành và phát triển tình yêu thương và lòng bi mẫn của ta thì họ rất là chân quý bởi vì các đạo sư đã nói rằng nếu mà không có kẻ thù không có người hãm hại mình thì mình sẽ không có đối tượng để mà thực hành hạnh kham nhẫn cho nên kẻ thù của mình là những ai mà cho mình được một cái cơ hội tốt lành nhất để mà có thể thực hành được kham nhẫn để mà có thể phát triển được tình yêu thương và lòng bi của chúng ta và như vậy cho nên khi mà chúng ta gặp phải những cái nghịch hạnh gặp những cái người khó khăn um, tạo hãm hại cho chúng ta thì chúng ta phải um, nhất tâm thực hành và như vậy thì càng ngày chúng ta sẽ càng tăng trưởng trong cái công phu thực hành về tình yêu thương và lòng bi mẫn của chúng ta và kế tới have... sau tình yêu thương và lòng bi mẫn là chúng ta đi qua đến uh, cái phần về trưởng dưỡng bồ đề tâm thì ở đây phải hiểu bồ đề tâm có hai loại đầu tiên là bồ đề tâm nguyện và kế tới là bồ đề tâm hạnh à, bồ đề tâm nguyện là chúng ta phát khởi

Uh, is, uh, right, so the aspiration So this is really embodied um, um, thì đầu tiên là by... có cái gọi là bồ đề tâm nguyện thì bồ đề tâm nguyện um, được biểu biểu lộ qua cái lời nguyện như là chúng ta thường tụng là nguyện xin cho tất cả chúng sinh mẹ hiền nguyện cho những người thù ghét con những người hãm hại con và những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến toàn giác và giải thoát của con thì nguyện xin cho họ có được hạnh phúc thoát khỏi cái nhân đau khổ và nguyện xin cho họ đạt được um, giác ngộ viên mãn thì đây chính là cái bồ đề cái bồ đề tâm nguyện của chúng ta nguyện xin cho tất cả chúng sinh nhất là kẻ thù của mình phải tiến hóa và đạt đến được cảnh giới giác ngộ viên mãn ở đây những kẻ thù của chúng ta thì phải xem như là tất cả những ai mà gây khó khăn cho chúng ta và chúng ta hãy nhìn thấy họ như là những cái đối tượng đặc biệt là những người đó trong toàn bộ chúng sinh um, những kẻ thù của mình cùng với cha mẹ của mình là những người mà mình phải hướng tâm về một cách rốt um, ráo nhất um, và cha mẹ của mình, kẻ thù của mình, những người hãm hại mình uh, và những chúng sinh ở khắp các cõi mình đều hướng tâm về họ và đều cùng có cùng một cái mong nguyện cho họ là họ đều được um, giải thoát giác ngộ uh, và đối với lại bồ đề tâm thì nó có hai cái nhánh uh, nó có cái cái truyền thống của um, um, Chi kiến thâm diệu Và cái truyền thống của Những công hạnh bao la Thì ở đây Cái truyền thống của chi kiến thâm Thâm diệu là Liên quan đến tổ um, Long thọ và cái truyền thống Của công hạnh bao la um, Là cái truyền thống Mà bản thân chúng ta đang tu tập như vậy nói đến Bồ đề tâm hạnh đó À xin lỗi bồ đề tâm tâm nguyện đó à, là cái cái sự hứa nguyện của chúng ta nó sẽ được đặt trên cái nền tảng của cái quả quả ở đây là Phật quả và còn nói đến bồ đề tâm hạnh tức là thực hành bồ đề tâm đó thì đó chính là chúng ta kết nguyện nó liên quan đến cái nhân nghĩa là chúng ta hứa nguyện với cái nhân à, chúng ta thực hành những cái công hạnh để mà đưa đến cái quả đó như vậy cho nên đầu tiên là phải À, phải nguyện phải nguyện và hứa nguyện nó liên quan đến kết quả đạt được phật quả và 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 cái nhân của bồ đề tâm hạnh là phải thực hành những cái điều mà chúng ta đã phát nguyện như vậy thì bồ đề tâm nguyện là làm sao nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền không sót một ai nguyện cho họ thoát được um, đau khổ và thành tựu được um, giác ngộ viên mãn

Um, uh, so with the aspiration um, đối với lại bồ đề tâm nguyện đó đối với lại bồ đề tâm nguyện à, thì chúng ta hứa nguyện Hứa nguyện là chúng ta sẽ đạt được phật quả chúng ta sẽ giải cứu tất cả những ai chưa được giải cứu, chúng ta sẽ giải thoát cho những ai đang bị trói cột. Tất cả những chúng sinh ở trong luân hồi đầu tiên là những người mà đang bị đau khổ những chúng sinh đang bị đau khổ ở thứ những cái cõi thấp thì chúng ta hứa nguyện sẽ đưa họ lên những cõi cao và nhất là những ai mà bị trói cột bởi cái dây xích của luân hồi thì chúng ta sẽ giải thoát họ tất cả những cái vòng xích của luân hồi để mà đạt đến được giải thoát và những ai mà như là chư văn hay là chư duyên giác là muốn đạt được giác ngộ Nhưng nếu các ngài đó um, chưa có được thấm đậm cái bồ đề tâm Thì chúng ta sẽ ban cho họ cái hơi thở Hơi thở gì? Hơi thở của bồ đề tâm um, Và đối với lại tất cả những chúng sinh Hay là chư vị Bồ Tát Thì chúng ta sẽ um, đưa dẫn các ngài đến cảnh giới um, giác ngộ viên mãn đó là cái nguyện của mình tức là mình nguyện mình được thành phật và rồi mình thực hạnh tất cả những cái công hạnh đó từ những chúng sinh đau khổ trong luân hồi cho đến những chúng sinh từ cõi thấp lên cõi cao những chúng sinh tu theo phật mà chưa có bồ đề tâm và những chư vị bồ tát chưa thành phật thì sẽ được thành phật đó là cái nguyện của mình mình phát một cái đại nguyện như vậy à và ở trong nhập bồ đề tâm nhập bồ đề tâm hạnh có nói rằng cái khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi được bồ đề tâm một cách chân chính thì tất cả những cái vướng mắc những cái móc xích của luân hồi sẽ được phá vỡ và khi, khi đó một người với một với bồ đề tâm chân chính thì sẽ trở thành là cái đối tượng để quy ngưỡng sùng um, bái của trời và người và khi mà chúng ta phát khởi được bồ đề tâm uh, và thực hành được tất cả những cái công hạnh của Bồ đề tâm thì chúng ta sẽ trở thành là một vị Bồ tát. Khi mà chúng ta là Bồ tát thì chúng ta sẽ không còn là những người phàm phu nữa mà sẽ trở thành ra là đối tượng để mà sùng kính của chư thiên và của loài người. Và ở trong một cái bản kinh mà ngài Di Lạc đã thỉnh cầu thì ở trong cái bản kinh đó có nói như sau nếu mà một vị Bồ Tát chỉ có một một điều duy nhất mà thôi, một cái sở hữu duy nhất mà thôi và cái sở hữu duy nhất đó để bảo vệ cho các ngài uh, thoát khỏi tất cả những cái um, cõi thấp và đưa dẫn các ngài đến um, giác Ngộ viên mãn chân quý vô song Thì cái sở hữu đó là gì Sở hữu đó chính là bồ đề tâm Chứ không là gì khác Cho nên chúng ta cần phải thực sự là Ứng dụng uh, bản thân chúng ta Vào cái việc trưởng dưỡng Và vào cái việc phát khởi Và trưởng dưỡng bồ đề tâm Và Tổ chức sung Cung đã giải thích Về bồ đề tâm uh, Có hai cái khía cạnh Một khía cạnh của bồ đề tâm là lòng đại bi và một khía cạnh khác của bồ đề tâm là trí tuệ vậy cái đối tượng của lòng từ bi chính là tất cả chúng sinh và đối với lại trí tuệ thì cái đối tượng của trí tuệ chính là giác ngộ viên mãn toàn chi toàn giác như vậy thì bồ đề tâm thực sự là cực kỳ đặc biệt um, cực kỳ chân quý um, siêu vượt tất cả những cái phẩm hạnh khác mà chúng ta muốn trưởng dưỡng um, giống như là ở trong kinh văn có nói rằng nếu mà không có bồ đề tâm thì chẳng có sự hiện hiện của chư phật ở trong thế gian này bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ chư Phật đều um, khởi hiện từ Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm chính là cái nhân trực tiếp để đạt đến được Phật quả Nếu không có Bồ Đề Tâm thì không có bất kỳ một cái con đường nào Không có bất kỳ một cái um, cơ hội nào để mà có thể đạt đến được với lại giác ngộ viên mãn toàn chi Như vậy cho nên Bồ Đề Tâm là một cái gì mà có thể um, tiến À, chúng ta có thể dựa vào để tiến hóa trên con đường tu khởi đầu là chúng ta phải phát khởi được tình yêu thương và rồi um, cái quả của tình yêu thương là chúng ta sẽ có được lòng bi và khi mà chúng ta trưởng dưỡng được lòng bi thì chúng ta sẽ đi đến cái bồ đề tâm là bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm viên mãn và bây giờ thì chúng ta có thể um, tụng những cái lời nguyện của bồ đề tâm nguyện À xin lỗi, con xin lỗi không phải là tụng những cái lời Bồ đề tâm nguyện mà là bây giờ chúng ta sẽ ngưng ở đây à, sau khi mà kết thúc Bồ đề tâm nguyện và chúng ta sẽ có phần câu hỏi. Như vậy ở đây câu hỏi là trong cái phần Tịnh hóa của Kim Cang Tát đỏ ở đây có nói về cái oai lực của việc xác quyết là không bao giờ phạm lỗi nữa. Như vậy nếu mà một người biết rằng người ta sẽ phạm phải một cái lỗi đó một lần nữa thì họ sẽ làm gì? Ví dụ như là họ có những cái um, cảm xúc nó rất là mãnh liệt về một cái người xấu xa nào đó. Như vậy thì mình sẽ phải làm sao? Mình sẽ phải um, như là cố um, huân tu và trưởng dưỡng cái tâm xác quyết của mình, cứ phải xác quyết đi, xác quyết lại hay là mình phải làm gì nếu mà những cái cảm xúc của mình nó quá là mãnh liệt và mình biết chắc là đằng nào mình cũng sẽ phạm phải những cái lỗi đó thêm một lần nữa. <laughs> ngā di chāk sim, chāk sim, chē kī mēn, rāwō yāng dām chā lāng dāng, yīn yāng tā chē, yāng chā chē kī rīhā kō nā, tēnī gā rī chē yā yā. Jatāng di, chēn chī dōm sē mēn You know I use rate in arguing rather you know that he will weigh one single dude have the music show us on that day on something that we just won sure so in the four powers um in the practice of adrasapa or purification đối với lại cái phần mà thực hành về bốn oai lực trong cái pháp tu kim cang tất đọa để mà tịnh hóa đó. À, cái câu hỏi ở đây là có liên quan đến cái oai lực thứ tư tức là cái oai lực mà xác quyết hứa nguyện là mình không lặp lại những cái lỗi lầm đó. Nhưng mà nếu mà mình biết là mình sẽ phạm phải cái lỗi lầm đó, đằng nào cũng sẽ phạm phải lỗi lầm đó, thì mình phải làm sao? Ví dụ như là mình có những cái À, những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ về một cái người xấu nào đó hoặc là cái sự tham ái nó nổi lên quá là mãnh liệt trong tâm của chúng ta thì chúng ta phải làm sao? thì Chupon Rinpoche nói rằng à, mình không có nên bỏ qua cái cái oai lực thứ tư do bởi mình nghĩ rằng mình sẽ không thành tựu được chuyện đó bởi vì nếu mà mình không có cái oai lực thứ tư là cái sự xác quyết và hứa nguyện không lặp lại đó không phạm phải nữa đó. À, nó thực sự rất là quan trọng. À ngài Chakme Raga có nói rằng nếu mà mình không có cái oai lực thứ tư, đặc biệt là cái oai lực thứ tư hướng nguyện là mình không bao giờ lặp lại nữa thì thực sự là cái công phu tịnh hóa của mình nó chẳng có hiệu quả gì cả. Có nghĩa là công phu tự Tịnh hóa nó phải dựa ở trên cái oai lực thứ tư này, không có oai lực thứ tư này thì chẳng có gì gọi là tịnh hóa nữa cả. Và cho nên cái quan trọng là bạn phải luôn luôn giữ được cái tâm nguyện đó mạnh mẽ ở trong tâm của bạn và nhất là phải có chánh niệm, phải luôn luôn um, có một cái sự um, tỉnh giác, về tỉnh thức về những cái điều này, về những cái gì đang xảy ra trong tâm của mình. Ví dụ như là bây giờ nếu mà bạn lại lặp lại cái lỗi lầm đó, bạn lại đánh mất cái sự hứa nguyện của bạn và nó lại bị lặp đi lặp lại như thế, thì bạn phải nhận biết được ngay khi nó xảy ra và bạn phải Um, phát khởi một cái tâm ăn năn hối cải ngay cái khoảnh khắc mà nó khởi ra chứ đừng có chờ đợi và rồi lại um, sám hối và rồi lại giữ chánh niệm và rồi phải rất là cẩn trọng um, bởi vì nếu mà bạn không có quan tâm đến cái oai lực thứ tư là hứa nguyện mình không phạm lỗi nữa vì mình nghĩ rằng ô đằng nào tôi cũng phạm lỗi thôi thì cứ kệ nó đi à, nhưng mà thực sự là như vậy là bạn chưa có chân chưa có đủ cái sự chân thành và bạn không quan tâm đến cái Oai lực thứ tư đó thì nó giống như là bạn đang tìm một cái cớ, một cái cớ nào đó để mà bạn có thể tiếp tục lặp lại những cái lỗi mà bạn biết là bạn sẽ lặp lại, vì đằng nào bạn cũng lặp lại và rồi bạn bạn nương vào cái cớ đó để mà bạn không có um, lìa lìa bỏ cái cái lỗi lầm đó. Um, bởi vì chúng ta trong luân hồi cho nên có có rất là nhiều cái chuyện nó lôi kéo chúng ta thành ra không có không có thể nào mà mình nói rằng mình sẽ luôn luôn mình sẽ luôn luôn giữ được những cái giới đó hoặc là mình sẽ luôn luôn um, nương vào được cái oai lực thứ tư đó lẽ dĩ nhiên là nó rất là khó khăn ở trong luân hồi nhưng mà khi mình không giữ được cái hứa nguyện như vậy thì phải phát khởi một cái sự an năn hối cải rằng làm như vậy là không có ok không có được không có nên làm như thế và rồi um, mình sẽ cố gắng um, phát khởi tâm nguyện lần nữa và rồi mình sẽ cố gắng um, chế ngự chính mình và cứ tiếp tục như thế và như thế trong mỗi một cái khoảnh khắc mà nó khởi hiện lên để cho đến một ngày nào đó thì mình sẽ không có còn lặp lại cái lỗi đó nữa um, thực sự là tất cả mọi thứ nó đều xảy ra vì sao vì cái sự huân tập của mình uh, qua một cái thời gian dài và mình huân tu thì cũng thế mình huân tu qua một cái thời gian dài thì cái kết quả nó sẽ đến và nếu mà chúng ta tiếp tục huân tu tiếp tập đi tiếp tiếp tục lại từng chút từng chút một và thực sự là cố gắng một cách chân thành thì đến một ngày kia mình sẽ có thể giữ chọn được những cái lời hứa nguyện của mình À, cho nên trong cái ví dụ này bạn nói rằng có một người nào đó làm cho bạn sân hận và rồi người đó làm cho bạn sân hận và bạn nổi giận và mỗi một lần mà bạn sân hận như vậy thì ngay cái khoảnh khắc đó phải ứng dụng đầy đủ bốn cái oai lực và từng chút từng chút một thì qua thời gian bạn huân tu như thế thì mọi chuyện nó sẽ tốt lành hơn câu thứ hai um, nói rằng um, thưa tại sao ngài nói rằng um, kinh mạch khí và các giọt tinh túy thì trở thành ra là um, quy y tối thắng của mình tại sao lại như thế bởi vì thân này của mình là cái thân phàm phu, kinh mạch và khí cũng chỉ là những cái gì phàm phu thôi thì tại sao mình lại nương tựa vào chúng như là nương tựa vào tam bảo nghĩa là sao ạ? À? À, cái lý do mà tại sao um, chúng ta nương tựa vào uh, kinh mạch khí và uh, giọt tinh túy đó. Tại sao đó gọi là cái nơi quy y ẩn mật. Chúng ta gọi đó là quy y ẩn mật. Vì khi mà chúng ta thực hành kinh mạch khí và giọt tinh túy cùng với bồ đề tâm thì cái... Cái pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta đạt đến được giác ngộ Và đó là cái do tại sao chúng ta nói rằng chúng ta nương tựa vào Đây chính là um, tam bảo ẩn mật Và khi mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi luân hồi Chúng ta sẽ thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi um, Câu thứ ba nói rằng um, Chúng ta không có những cái kẻ thù bên ngoài Nhưng mà chúng ta có những cái kẻ thù bên trong À, những cái kẻ thù bên trong là của chính mình à, như là lòng à, lòng oán hận lòng phiền não những cái sân hận những cái khó chịu những cái bực bội những cái à, xấu xa bên trong tâm của mình mà mình không có kẻ thù bên ngoài thì mình có thể dựa vào những cái ô nhiễm bên trong tâm của mình xem đó như là đối tượng để mà mình phát khởi lòng từ bi hay không

Ngài nói là tại sao? Bởi vì thực sự chính bản thân chúng ta, chúng ta cũng là bất lực, bất lực trước những cái cảm xúc ô nhiễm, những cái chướng ngại của chúng ta, cho nên chúng ta mới trôi lăn ở trong cái vòng luân hồi bất tận này. Chúng ta có những cái dòng tư tưởng nó cứ tiếp tục tuôn trào ra và rồi trói um, um, cột chúng ta lại, cho nên lẽ tự nhiên là chúng ta có thể phát khởi được lòng từ bi đối với lại chính bản thân của mình chứ và cái câu hỏi thứ tư ở đây hỏi là cái phần ngôn trô đặc biệt đó tức là ngôn trô về tình yêu thương lòng từ bi và bồ đề tâm thì có thể thực hành được cùng với lại những cái phần khác ở trong ngôn trô hay không Vậy có nghĩa là khi mà mình thực hành những cái phần khác ở trong Pháp Ngôn Trô Thì mình thực hành cùng với lại cái phần Ngôn Trô đặc biệt Tức là phát khởi tình yêu thương, lòng bi và bồ đề tâm cùng một lúc với thực hành những cái Pháp kia Pháp kia Di kia ei bhe, k também sinh ngôn наход xïm gesché payment thọ death� ch nós en par thinh dạ trọng ch realised xè 와 kch?". Thịnh thông nhense. Zifer ng elsith was t'emوي chを rào t' rogue dz

mēndre lāme ne jor xeiyorwa wa tē sō wē na tāngbō nyam léa chibi nē kāla tēne ngā zo chāng chō xeim jī gaushō re chāng chō xeim jiam rō tō zō nye je me gaushō re je ngō wa tē gaushō re khatū na wa tē chi wa tē je lā tān chē pā rung ngō rō xe zēndō wa tē tā ngā zo zē 我这早上都真的，我昨天夜啊，这上节小姐出摆啦。呃，做我这，我我这边浪漫一把，啷把上节小姐出摆一把。我听了鸡呢，真的鸡也具备浪漫，上面也过的是。我吃鸡肚子，但他的姜不出能那鸡我悄悄他出鸡呢。我听到了这，我就呃呃这，呃到强桥你，我强求上。

because thì rimpoche nói là có thể um, có thể thôi là bởi vì nếu mà ngay khởi đầu đó chúng ta đã phát khởi bồ đề tâm cho dù là chúng ta thực hành pháp nào à, thì chúng ta đã phát khởi rồi nhưng mà cũng có những cái giai đoạn thực hành mà chúng ta phải làm riêng lẻ, ví dụ như là về cái phần mà um, bốn niệm chuyển tâm đó khi mà chúng ta thực hành bốn niệm chuyển tâm trong khi mà chúng ta nhập thất đó thì ở phần đầu của mỗi một cái thời khóa là chúng ta cũng đã quy y và phát khởi bồ đề tâm rồi, ngay từ khởi đầu là đã phát khởi bồ đề tâm rồi và rồi chúng ta sẽ tập trung vào um, bốn niệm chuyển tâm um, mỗi một tuần mình cũng sẽ um, tập trung vào một cái niệm chuyển tâm nào đó trong bao nhiêu tuần lễ đó theo cái sự sắp xếp của mình cho đến khi mà những cái niệm khởi những cái niệm chuyển tâm này nó thực sự nó đâm chồi ở trong tâm của chúng ta nó mọc rễ ở trong tâm của chúng ta và rồi thì chúng ta mới đi qua đến cái phần gọi là cái phần um, ngôn tru, um, si, um, siêu siêu phàm là quy y và mạn đà la và guru yoga và uh, những cái phần ở trong um, ngôn trô siêu phàm Thì lẽ dĩ nhiên lúc nào cũng thế Ở đầu tiên, ở cái, um, cái khoảnh khắc đầu tiên Là chúng ta phải quy y, phải phát bồ đề tâm rồi Nhưng mà cho mỗi một cái phần thực hành đó Thì chúng ta phải tập trung vào cái phần đó Và lẽ dĩ nhiên là trong khi chúng ta thực hành Thì tâm của mình phải thấm đậm bồ đề tâm Nhưng mà có những cái phần mà các ngài yêu cầu chúng ta Là phải chú tâm tập trung vào cái 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 tiêu mục của cái cái phần đó thì chúng ta phải tập trung và sau đó thì chúng ta đi qua đến cái phần um, ngôn trô đặc biệt thì đầu tiên chúng ta um, thiền về tình yêu thương và chúng ta có thể thực hành thiền tình yêu thương trong một tuần hoặc là nhiều tuần rồi thực hành thiền lòng từ uh, lòng bi uh, thực hành thiền đại bi trong một số tuần lễ cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy đầy đủ và rồi xong sau đó thì chúng ta đi qua đến cái phần tích lũy có nghĩa là bên trong chúng ta, chúng ta phải phát khởi và trưởng dưỡng bồ đề tâm nhưng mà đồng thời chúng ta cần phải quán tưởng quán tưởng bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta quán tưởng vị Kim cang Trì cùng với lại chư thầy tổ chư phật chư bồ tát vân vân và rồi chúng ta quán tưởng và rồi chúng ta phải tích lũy và chúng ta tích lũy qua mạng đà la cũng thế và chúng ta phải đọc những cái lời nguyện ở trong cái bản kinh và chúng ta nguyện là từ nay cho đến khi con đạt được giác ngộ thì con sẽ thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu và ý à, và con 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 quy y nơi phật pháp và con quy y nơi à, Chư Tăng nghĩa là từ nay cho đến khi đạt đến tinh túy giác ngộ thì um, con sẽ nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng và cũng như các ngài, các ngài đã nương vào Bồ Đề Tâm để tiến hóa trên con đường tu đạo. Thì bản thân con cũng thế, con cũng sẽ nương vào Bồ Đề Tâm để mà có thể tiến hóa trên con đường tu đạo y như là các ngài. and practice the stages of the Bodhisattva's path. So that's what we recite thì again đó là and again cái gì as... mà chúng ta cần phải tụng đọc đọc đi đọc lại đọc đi đọc lại mình nói rằng mình nương vào bồ đề tâm để mà tiến hóa trên con đường tu vị lợi lạc của toàn thể chúng sinh trong khi mà chúng ta lễ lại thì chúng ta giữ cái hình ảnh của đức phật thích ca cùng chư phật tổ uh, chư phật và chư tổ trong tâm của mình và mình tụng đi tụng lại cái câu nguyện đó và mình lại 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 để mà tích lũy thì đó là những cái giai đoạn thực hành mà và lẽ tự nhiên khi chúng ta thực hành những cái điều đó thì bồ đề tâm luôn luôn phải thấm đẫm ở trong mỗi một cái thực hành của chúng ta bởi vì muốn tu tập giáo pháp chân chính là sao là phải niêm phong lại bằng cái động cơ thanh tịnh là bồ đề tâm và phải niêm phong lại uh, bằng cái sự tránh tâm hay là tránh niệm tiếp là đó được gọi như là cái hai cái điều toàn hảo và cái điều toàn hảo thứ 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 ba là phải hồi hướng nghĩa là phải đầy đủ trong bất kỳ một cái pháp tu nào mà chúng ta thực hành là phải có bồ đề tâm phải có chánh tâm chánh niệm và phải có hồi hướng. À, à trước khi mà con À, trước khi mà con bước theo cái con đường của Phật và muốn đạt được Phật quả, đó con đã từng tùy hỷ với lại những cái người mà phạm phải năm đại ác hạnh à, như vậy thì đối với lại cái sự tùy hỷ của con với những người mà phạm đại ác như vậy thì bây giờ con phải làm như thế nào để có thể tịnh hóa được điều này bởi vì con đã một hình thức như là đồng phạm với họ khi mà con tùy hỷ với lại những cái đại ác hạnh của họ dāyā kichidu, yāng kōng tindā yēnā, tēnē kōng gārē. Tēnā xōg chīnbō chīnā, gēwā chīnā, nyā mō tō chīkwa nō tō kiri lāwa yō rō wa, tēnā dē kwa chīnā, zē chīnā tō chīkwa tō piozi ki rō wa, yīnā dā tē ngō sōsō chī yō ma rō

khi mà một người khác phạm ác hạnh mà bạn lại tùy hỷ một cách mạnh mẽ thì nếu mà chúng ta um, chúng ta um, gặp những người mà tạo những cái thiện hạnh và chúng ta cũng tùy hỷ một cách mạnh mẽ mãnh liệt y như thế thì nó cũng sẽ um, thì thì cái thiện hạnh mà chúng ta tạo được nó cũng sẽ thực sự là mạnh mẽ không khác gì họ. Vậy thì thực sự là khi mà một người tạo ác mà bạn bạn um, tùy hỷ đó, bạn vẫn không phải là cái người mà tạo cái ác hạnh đó và bây giờ bạn đang có một cái sự thống hối thì cái sự ăn năn thống hối của bạn nó rất là tốt vì bây giờ trong tâm của bạn bạn có cái sự thống hối đó thì bạn mới có cái cách để mà có thể tịnh hóa còn nếu mà trong tâm của bạn mà không có bất kỳ một cái sự ăn năn hối cải nào về cái sự tùy hỷ sai trái của mình thì mình sẽ chẳng có một cái con đường nào để mà có thể bước đi trên cái, cái con đường tịnh hóa được và tổ milarepa nói rằng khi mà tâm của chúng ta hướng về thiện hạnh đó thì ngay đó đã là cái gì có thể tịnh hóa được những cái sai lầm những cái sai trái rồi vì khi mà tâm của mình luôn hướng về thiện hạnh thì đó chính là một cái sự tịnh hóa và như vậy cho nên um, cái quan trọng là um, tịnh hóa và thực hành thiện hóa và um, phát khởi được một cái tâm vị tha phát khởi và trưởng dưỡng bồ đề tâm thực hành ba um, sát kim cang tát đóa và tụng uh, minh chú chăm âm và vân vân thì um, như vậy là rất là tốt và có một câu chuyện mà ngài giao po uh, đã kể lại um, À, có một vị vua ngài đã kể lại rằng có một vị vua đã từng um, giết cha của mình à vị vua đó đã giết vua À, um, ông ta đã giết cha của mình và đã hãm hại Đức Phật mà và đã um, tích lũy những cái ác nghiệp không thể nào nghĩ bàn được nhưng mà về sau ngài đã thống hối và ngài đã sám hối, và đã tìm cách để mà có thể tịnh hóa được những cái đại nghiệp này và đức phật đã nói với ông ta rằng thực sự là đại ác nghiệp của ông đã được tịnh hóa rồi đó như vậy có nghĩa là chúng ta thấy là qua cái sự tịnh hóa tâm của mình mà những cái đại ác nghiệp cũng có thể tịnh hóa thì um, cái người cha đó chính là bimbi sara ông là vua của nước uh, Ma Kittà Yeah okay. đó là vua Tần bà Sala thì nãy bởi vì Trupon uh, sử dụng tên bằng tiếng Tạng thành ra cô thông dịch viên cô không rõ là là tên của ai thì um,

tâm vương tâm tối thượng vô cùng chân quý nơi tâm ấy chưa sinh xin cho tâm ấy nảy sinh nơi tâm ấy đã sinh xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi lên vươn lên cao hơn for an announcement or two?